Cách đăng ký kênh cuộc sống ở đây. Chạm ứng dụng YouTube. Chạm cái vật này. Nhập vào chữ cuộc sống ở đây không cần có dấu. Chạm nút tìm. Kênh cuộc sống ở đây nè. Chạm chữ đăng ký hoặc hình trái đất này. Chạm chữ đăng ký. Chạm chữ tiếp tục. Nhập Gmail của bạn vào đây. Không cần nhập chữ A còng gmail.com. Chạm nút tiếp theo. Nhập mật khẩu gmail của bạn vào đây. Chạm nút tiếp theo. Sai mật khẩu nhập mật khẩu lại. Chạm nút tiếp theo. Vậy là bạn đã đăng ký. Giờ xem nó đã đăng ký chưa thì bấm nút số 1 hoặc số 2. Số 2 bây giờ ở trên này nè. Có chữ đã đăng ký là xong. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh cuộc sống ở đây.